Ngày 21 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Võ Văn Nam, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới về tội cố ý gây thương tích. Điều tra ban đầu, Nam và chị Hát, ngụ huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của Nam. Khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 6 tháng 10, nghi ngờ chị Hát ngoại tình nên Nam đã đánh chị bị thương tích nặng. Thấy chị ngất xỉu, Nam chở người tình đến trạm y tế xã Mỹ An khâu vết thương, sau đó tới nhà dì ruột của Nam ở cùng ấp chơi. Tại đây, do còn tức giận nên Nam dùng móc quần áo bằng nhôm tiếp tục đánh người tình và con riêng của chị này. Không dừng lại, Nam chở hai mẹ con chị Hát về nhà. Do nghi ngờ người tình lấy vàng của mình cho người đàn ông khác nên Nam tiếp tục đánh hai mẹ con chị, cắt tóc chị Hát. Ngày 9 tháng 10, mẹ ruột của chị Hát đến công an xã Mỹ An trình báo sự việc, yêu cầu xử lý Nam. Sau đó, Nam đến công an xã Mỹ An đầu thú. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích do Nam gây ra đối với chị Hát là 16%, vượt mức xử lý hình sự nên công an huyện Chợ Mới đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nam.